Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn nhằm đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn chặn việc lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường và trục lợi. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ và địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường. Bộ Xây dựng thì nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá thời gian qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.